nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tá như thị quán kinh kim cang giảng ký tập 73 người giảng lão pháp sư tình công chánh tịnh là phật bồ tát từ mê tà nhiễm chuyển thành giác chánh tịnh chính là chuyển phàm thành thánh cách chuyển là như vậy cho nên tam quy gọi là phiên tà tam quy phiên là xoay trở lại người thế gian đều nương vào mê tà nhiễm làm đệ tử của Phật rồi Thì xoay trở lại Nương vào giác chánh tịnh Không mê, không tà, không nhiễm Đây gọi là quy y tam bảo chân thật Cho nên muốn khai trí huệ Không được mê hoặc điên đảo Vô lượng kiếp sống mê hoặc cho đến ngày nay Vẫn phải tiếp tục mê tiếp nữa Vì thật sự là có lỗi với chính mình Nhất định phải giác ngộ Nhất định phải quay đầu Không mê tiếp nữa Như vậy là Khai trí huệ Kinh dân Dĩ thị danh tự phụng trì Danh tự thì kim cang bát nhã đã giảng nhiều như vậy đến chỗ này mới tóm tắt chủ đề mới đem kinh văn chốt lại cố thử kinh sở minh nghĩa thú giai thị cai kỳ kim cang trí giả trí huệ bát nhã thù tăng nhất là trí huệ kim cang bát nhã không phải bát nhã thông thường là kim cang bát nhã chí cao vô thượng cái trí huệ này cách khai như thế nào vậy cũng chính là nói do danh tự ấy ông nên phụng trì cách phụng trì như thế nào ly danh tự ly ngôn thuyết ly tâm duyên ly niệm thị giả đây chính là phương pháp phụng trì kim cang bát nhã ba la mật chúng ta cần nhớ kỹ thọ trì kim cang bát nhã không phải mỗi ngày đem Kim Cang ra niệm một lần Gọi là thọ trì Kim Cang Bát Nhã Cái cách làm đó Bạn vẫn là tạo ra mê tà nhiễm Bạn vẫn là tạo lục đạo luân hồi Làm sai rồi Lìa tướng danh tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng tâm duyên Lìa niệm có phải lúc đang niệm Kinh Kim Cang Chúng ta lìa tướng không Buông cuốn kinh xuống rồi Ở trong đời sống Chúng ta lại chấp tướng rồi Kinh Kim Cang là làm bài trên lớp Lên lớp học rồi Phải biết dùng Bằng ở trong đời sống Lìa danh tự, lìa ngôn thuyết, lìa tâm duyên lìa niệm bạn mỗi ngày đi lại làm việc ở trong công việc lìa danh tự lìa ngôn thuyết lìa tâm duyên lìa niệm bạn mỗi ngày biết bao nhiêu chuyện xã giao giao tiếp với tất cả đại chúng cũng phải lìa danh tự lìa ngôn thuyết lìa niệm đó gọi là thọ trì kim cang bát nhã ba la mật đích thực tâm cảnh của bạn thật sự chuyển trở lại bạn không phải phạm phu khởi tâm động niệm mọi tạo tác không phải tướng phạm phu vậy là mới chuyển trở lại cách thọ trì kinh kim cang là thọ trì như vậy ly niệm tức thị đoạn vô minh vô minh phần phần đoạn niệm chính là vô minh hay nói cách khác ý niệm của bạn càng ít thì vô minh của bạn càng ít vọng niệm của bạn càng nhiều thì vô minh của bạn càng nhiều từ vọng niệm biến thành chấp trước chấp trước chính là phiền não làm vô minh nặng nhất Cho nên chúng ta đoạn Trước tiên đoạn chấp trước Đây là cái thô nhất Nặng nhất Sau đó đoạn vọng tưởng Chính là cởi phân biệt Sau cùng đoạn niệm tiếp Phải chia thành ba giai đoạn như vậy Từ thô đến tế cái phương pháp này tương đối hợp lý. Vô minh đoạn từng phần từng phần thì pháp thân chứng từng phần từng phần. Trong kinh Đại thừa nói vô minh có 41 phẩm. Phá phẩm vô minh thứ nhất, chứng một phần pháp thân là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. 41 phẩm vô minh phá hết rồi, thì Pháp Thân hiển hiện viên mãn. Đó chính là Phật quả của Viên Giáo. Chúng ta cũng gọi là quả vị diệu giác. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là diệu giác. Trên đẳng giác chính là diệu giác. Diệu giác chính là Phật Đẳng giác Bồ Tát Dụng lại Pháp ấy Vẫn là dùng cái phương pháp này Lìa niệm mà thôi Cái pháp này gọi là phép tắc, nguyên tắc Vẫn là dùng cái nguyên tắc này Đoạn một phần vô minh cực nhỏ Cuối cùng mà thành Phật quả cái này là giải thích rất rõ ràng rất minh bạch sự tu học phật pháp bất luận là đại thừa tiểu thừa bất luận là tông phái nào bất luận là pháp môn nào nguyên lý nguyên tắc của nó chỉ là một chính là lìa danh tự lìa ngôn thuyết lìa tâm duyên lìa niệm nếu như không nắm vững cái nguyên tắc này bất kể là tu pháp môn nào thấy đều không thể thành tựu. Tại vì sao không thể thành tựu? Tâm của bạn không thể hồi phục thanh tịnh. Cái đạo lý này không khó hiểu. Chúng ta xem tiếp hai đoạn phía sau này Đây là Tổng kết ở trong tiểu chú Tổng nhi ngôn chi Thử lượng tiết kinh chỉ Là tông chỉ của hai đoạn kinh nhỏ này Tức thị tiên tu liễu triệt vô hữu định pháp Hiểu rõ hiểu rõ triệt để không có pháp cố định dĩ thanh vọng niệm chi nguyên thử thị trí huệ hai câu nói này ý nghĩa của nó chúng ta có hiểu hay không tại vì sao nguồn của vọng niệm cùng không có pháp cố định có mối quan hệ gì cái quan hệ này rất lớn phàm phu chúng ta luôn cho rằng có một pháp cố định Suốt ngày khởi vọng tưởng Đi tìm pháp cố định Bao nhiêu người đi tìm Mà mấy ngàn năm nay Không một người nào tìm được Mà nói quan hệ lớn cỡ nào Đây là nguồn gốc của vọng tưởng Bạn thấy cái thế gian này Có thể nói Vô lượng kiếp đến nay Mọi người nhìn thấy Hiện tượng tự nhiên Sự vận hành của vũ trụ Đều rất có trật tự Rất có quy tắc Bốn mùa biến đổi Giờ thời trước đây Có 24 tiết khí Là rất rõ ràng một chút không rối loạn Quy tắc như vậy Nên đều cho rằng là có pháp cố định Ai đang sắp xếp vậy Tìm tới tìm lui tìm không ra Thế là liền phát minh ra một vị Thượng Đế Do Thượng Đế sắp xếp Thượng Đế là do con người phát minh nghĩ không thông rồi phải không? luôn cho rằng là có pháp cố định. đây chính là vọng tưởng, cho nên khoa học là vọng tưởng, triết học cũng là vọng tưởng. gần đây tôi ở Tịnh Tông Học Hội, Los Angeles, ở trong ấn phẩm nhỏ của họ có đăng một bài phiên dịch bằng tiếng trung có một đoạn của einstein đây là nhà khoa học lớn của phương tây ông lúc tuổi về chiều nói khoa học không phải là chân thật là vọng tưởng triết học cũng là vọng tưởng lời này rất tuyệt vời hư vọng như thế nào vậy ông không nói được biết nó như thế mà chưa biết tại sao lại như thế vọng tưởng từ đâu mà có ông không nói rõ điều này trong kinh phật cũng rõ ràng rồi chúng ta biết tất cả hiện tượng mười pháp giới y chánh trang nghiêm này không có pháp cố định thì chúng ta sẽ không khởi vọng tưởng nữa không nghĩ đến nó nữa không biết mới nghĩ người từ đâu mà có vũ trụ hình thành như thế nào địa cầu hình thành từ lúc nào hình thành như thế nào người này đang khởi vọng tưởng hiện nay bao nhiêu nhà khoa học vẫn tiếp tục không ngừng khởi vọng tưởng nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra đáp án. Những đáp án đó đều là tưởng như đúng mà không đúng, không thể khiến bạn tâm phục khẩu phục. Cho nên biết không có pháp cố định, biết là tướng tương tục của nghiệp nhân quả báo. 900 lần sanh diệt trong một sát na thì chúng ta không vọng tưởng nữa đem nó buông xả cho nên cái này là diệu pháp thanh nguyên chính gốc không tưởng nữa đây chính là trí huệ khi không tưởng nữa thì trí huệ hiện tiền Đây vừa tưởng thì phiền não liền hiện tiền các vị phải nhớ kỹ câu nói này bất luận vào lúc nào bất kể là ở nơi đâu chỉ cần vừa tưởng thì phiền não hiện tiền ngay không tưởng thì trí huệ hiện tiền không tưởng tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là chiếu kiến khi đây vừa tưởng thì chiếu không còn tâm không thanh tịnh chiếu liền biến mất rơi vào trong ý thức ý thức không phải trí huệ Cánh tu phá trừ phan duyên tâm tưởng Dĩ tiệt đoạn vọng niệm chi lưu Vọng tưởng khởi lên nói Thật ra là vẫn không đáng sợ Chỉ sợ là vọng tưởng cứ phát triển không ngừng vọng tưởng tiếp tục kéo dài không dứt cái này đáng sợ cho nên phật là dạy chúng ta cần đoạn sạch tâm phan duyên tâm phan duyên đoạn hết rồi tuy có vọng tưởng vọng tưởng không thể mở rộng hay nói cách khác vọng tưởng khởi lên là có hạn có hạn thì dễ khống chế có hạn thì dễ đoạn quyết định không được để nó tiếp tục tăng trưởng cho nên cần đem tâm phan duyên đoạn sạch ở trong tất cả pháp không nên phan duyên tùy duyên là tốt người thế gian không hiểu đạo lý của tùy duyên dùng tâm phan duyên để sống cho nên cuộc sống vô cùng vất vả đây cũng chính là nói Người thế gian không buông được Danh lợi không buông được Tài sản không buông được Thân tình không buông được Đây là phan duyên Cho nên sống cuộc sống rất vất vả Vô minh Vọng tưởng không ngừng đang mở rộng đang phát triển không ngừng cái sự việc này phiền phức quả báo là biến thành ba đường ác tuyệt đối không phải là sự việc tốt cho nên người học phật ở mức thấp nhất phải tin sâu nhân quả báo ứng phải tin sâu rằng người sống ở đời giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Thật sự chúng ta tin sâu không nghi thì ý nghĩ phan duyên bị dập tắt hết hơn một nửa rồi. Biết được khởi vọng tưởng phan duyên cũng là vô ích. Trong số bạn không có trong số bạn có không khởi vọng tưởng không phan duyên Khi nó đến nó sẽ nhất định đến Vì thế Cần đại ấn quan đại sư Lúc còn tại thế Cả đời Cật lực đi đề xướng liễu phàm tư huấn đề xướng cảm ứng thiên liễu phàm tứ huấn cảm ứng thiên đều không phải kinh phật lão pháp sư cả đời cật lực đề xướng chúng ta muốn hỏi đạo lý gì vậy đạo lý là chỗ này hiểu rõ nhân quả báo ứng thì tâm phan duyên của chúng ta bị dập tắt viên liễu phàm biết thiền sư dân cốc đối với ông rất vô cùng khâm phục cho rằng công phu của ông rất cao người bình thường ba ngày ba đêm không khởi một cái vọng tưởng là điều không thể nào liền hỏi ông công phu của ông rất khá thời gian dài như vậy mà không khởi một vọng niệm tiên sinh liễu phàm rất thành thật không thừa nhận mình có công phu chỉ nói rõ tiên sinh khổng chấm tử vi cho tôi chắc chắn rồi nếu nghĩ cũng là vọng tưởng cho nên dứt khoát không nghĩ nữa thiền sư dân cốc vừa nghe vậy liền cười to vốn dĩ tôi cho rằng ông là thánh nhân hóa ra ông vẫn là phạm phu tại vì sao là phàm phu vậy ông không nghĩ chỉ là bởi vì số mạng đã định sẵn rồi ông biết rất rõ ràng năm đó sẽ như thế nào tháng đó sẽ như thế nào bản thân biết rất rõ ràng cứ thể dựng mệnh mà sống qua ngày cho nên không có vọng niệm cái phàm phu này tôi gọi ông là phàm phu tiêu chuẩn Ông là phạm phu đạt tiêu chuẩn Phạm phu bình thường Chúng ta không đạt tiêu chuẩn Chúng ta là rất phạm phu Suốt ngày cứ khởi vọng tưởng Ông là người phạm phu đạt tiêu chuẩn Phạm phu tiêu chuẩn là tâm thanh tịnh Tin nhận mệnh Tin nhân quả báo ứng Cho nên thiền sư dân cốc vừa khai thị cho ông Nói cho ông biết Mạng có thể chuyển Mạng không phải cố định Ông cả đời Đã không đem vận mạng thay đổi Thế ông đương nhiên là phàm phu Cho nên nói rõ cho ông ta biết Lý luận của cải tạo vận mệnh Phương pháp cải tạo vận mệnh Ở trong tứ huấn của tiên sinh Liễu Phạm Đã đem điều này viết ra rất rõ ràng Hơn nữa nó rõ hiệu quả Sau khi cải tạo Hiệu quả vô cùng rõ rệt Thật sự ông đã thay đổi Cho nên nếu bạn chịu sửa đổi Bạn phải hiểu đạo lý Hiểu phương pháp chịu làm Thì những mình sẽ thay đổi nhà phật thường nói ở trong cửa phật có cầu ác ứng câu nói này là sự thật một chút cũng không giả khi tôi mới học phật thầy của tôi đại sư chân gia đã dạy tôi như vậy ở trong cửa phật có cầu ác ứng thầy nói bạn cầu cầu không được cầu không có cảm ứng đó là nguyên nhân gì vậy đó là bản thân bạn có chướng ngại, có nghiệp chướng. Bạn cần sám trừ nghiệp chướng. Chướng ngại không còn nữa thì cảm ứng hiện tiền ngay. Đại sư chuyên gia giảng cho tôi đơn giản. Ở trong liệu phẩm tướng hướng giết càng kẻ. Và hiện nay lượng băng ghi âm lưu thông rất nhiều Đài Loan có một số cư sĩ phát tâm Muốn làm 3 triệu bộ lưu hành Hiện nay sách cũng đã in ra rồi Đồng tu bên đó thúc giục tôi Tôi trước đây từng giảng Tôi giảng cặn kẽ Tổng cộng dường như có hơn 20 băng đĩa hiện nay các đồng tu đem những băng ghi âm này đều đã viết thành văn tự. Tôi giờ mấy tháng trước, lần gần đây nhất là ba tháng trước, tôi ở nơi đây mỗi ngày đều xem lại bản thảo này. Bên trong có một số chỗ chưa đúng cần chỉnh sửa lại, cũng có bổ sung ý vào thêm một chút. Hiện nay bản thảo này hoàn thành rồi Có không ít đồng tu có được Họ muốn phát tâm Ấn tống lưu hành Là sự việc tốt Nghĩ Ấn quan đại sư đâm xưa Cật lực đề xướng Không phải không có đạo lý Cho nên phá trừ Tâm vọng tưởng rất quan trọng Cái tâm phan duyên này Dĩ tiệt đoạn vọng niệm chi lưu Là không để vọng niệm tiếp tục phát triển Thử thì năng đoạn Năng đoạn là ý nghĩa của Kim Cang Bát Nhã Chính là ý thọ trì Tác quán niệm Phật Nãy năng đoạn chi phương tiện phương pháp dụng công của giáo hạ là tu học chỉ quán phương pháp tu học của trịnh tông là trì danh niệm phật những cách thức này đều là phương tiện có thể đoạn phiền não có thể đoạn vọng tưởng có thể đoạn vọng niệm phụng trì tức thị niệm niệm bất vong Phật thuyết đây gọi là phụng trì đạo lý phương pháp và trong kinh Phật nói là yêu cầu chúng ta tuân thủ những giáo huấn này chúng ta từng giây từng phút nhớ ở trong lòng y giáo phụng hành đây gọi là phụng trì cho nên niệm niệm không quên phật thuyết tại vì sao mỗi ngày đọc kinh tại sao phải đọc kinh là không quên phật thuyết cho nên kinh phải niệm cho thật thuộc từng giây từng phút có thể nhớ được niệm niệm không làm trái như lai phần trước nói phật thuyết ở chỗ này nói như lai cái ý nghĩa này như nhau cái mà như lai nói là tự tánh cũng chính là niệm niệm không làm trái tánh đức tự tánh là thanh tịnh tự tánh là sáng suốt tự tánh là bất động tự tánh là đầy đủ phải niệm niệm không làm trái tự tánh chính là nhất tâm niệm phật vậy nhất tâm niệm phật câu này là nghĩa rộng đây gọi là niệm phật nhất tâm chuyên niệm a di đà phật đây là nghĩa hẹp nghĩa rộng không làm được nghĩa rộng là niệm niệm không quên phật thuyết niệm niệm không làm trái như lai đó gọi là nhất tâm niệm phật vậy là chứng minh vô lượng vô biên pháp môn đều là pháp môn niệm phật là cái cách nói như vậy tình đầu tông chúng ta là niệm phật nghĩa hẹp chuyên niệm a di đà phật thế giới tây phương cực lạc chuyên cầu giảng sanh tịnh độ cho nên chúng ta nhất tâm niệm phật là nhất tâm xưng niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ chính là một đời cứu cánh viên mãn vậy phần trước niệm phật nghĩa rộng chính là bất kể pháp môn nào cũng là pháp môn niệm phật bởi vì nó niệm niệm không quên Phật thuyết, niệm niệm không làm trái tự tánh. Cho nên, bảo thấy đều là nhất tâm niệm Phật. Thấy đều nhất tâm niệm Phật phải biết, nếu như không niệm a di đà Phật cầu sanh tịnh độ, thì bằng một đời không thể viên mãn. Đây là sự thật. Cho dù khai ngộ, mình tâm kiến tánh, bạn cũng chẳng qua là chứng được Địa vị sơ trụ viên giáo mà thôi Sơ địa biệt giáo Cách Phật quả viên giáo vẫn còn Khoảng cách rất xa Sở dĩ họ không thể một đời cứu cánh viên mãn Chỉ có niệm A-di-đà Phật Cầu sanh thế giới tiên phương cực lạc Đây gọi là một đời cứu cánh viên mãn Đến chỗ này Chỉ là giảng ở trong kinh này Do danh tự ấy Ông nên phụng trì Đã nói hai việc Không chấp trước Tướng danh tự Không chấp trước Tướng ngôn thuyết kinh văn này dưới đây là không chấp tướng cảnh giới không chấp tướng cảnh giới chính là lìa tướng tâm duyên tâm duyên chính là chấp trước đây là ý nghĩa thứ ba lục thập lục bất hoại giả danh thị bất trước cảnh giới tướng trì là phụng trì công chấp trước tướng cảnh giới Phùng. xin xem kinh văn tu bồ đề ư ý dân hà tam thiên đại thiên thế giới sở hữu vi trần thị vi đa phủ tu bồ đề ngôn thầm đa thế tồn kinh văn từng câu từng chữ hàm nghĩa sâu rộng vô hạn người đọc kinh kim cang rất nhiều mà người có thể thấy ra ý nghĩa ở trong kinh kim cang thật sự không nhiều vì sao vậy nếu họ thật sự thấy ra được thì họ nhất định làm được thật sự y giáo phụng hành Đọc Kinh Kim Cang Tại sao không thể phụng hành gì Ý nghĩa ở bên trong chưa có thấy ra được Giống như câu thế này Hỏi họ Nó thật ra Nếu chúng ta không nghe giảng giải Thì rất khó hiểu được Xin xem tiểu chú phàm nhất thiết pháp giai hữu sai biệt chi tướng tự kỳ sai biệt an lập danh tự bởi vì tướng khác nhau cho nên mới đặt cho nó mỗi một cái hiện tướng một cái danh tự để dễ xưng hô nó nhưng mà bạn phải biết tướng là huyễn có, danh là giả danh. Cái này bạn nhất định phải biết. Cho nên bạn không được phép chấp trước. Tướng không được chấp trước. Danh cũng không được chấp trước, danh là giả danh, tướng là giả tướng, tướng không phải là thật. Vừa rồi mới nói, tướng tương tục 900 lần sanh diệt trong sát na, không phải thật. Lão Tử Vân Danh khả danh phi thường danh Có thể thấy ông biết Danh là giả danh Không phải thật Biết giả danh Vì giả danh có công dụng gì Có công dụng nhưng mà không được chấp trước Chấp trước là sai rồi Tướng là huyển có Huyển có có công dụng hay không Cũng có công dụng không được chấp trước Tất cả mọi gốc bệnh Đều ở chấp trước không chấp trước thì chẳng có chuyện gì cả sự sự vô ngại vừa chấp trước liền biến thành sự sự đều có ngại rồi đều không thông thể bất biến tướng thường biến thể là gốc tướng là ngọn thể là gì vậy chân tánh chân tâm Ở trong tình tông chúng ta nói là Tâm thanh tịnh là thể Cái này bất biến Cái chúng ta muốn cầu là cầu bất biến Không nên bỏ gốc theo ngọn Bỏ gốc theo ngọn đó là phạm phu Đó là sai lầm Mê tướng quên thể Phạm phu lục đạo đều làm cái việc này Đều là bỏ gốc theo ngọn Đều là mê tướng quên thể Mê chấp ở trên huyện tướng Cho rằng huyện tướng là chân thật Cái này là bị thiệt thòi to rồi Chịu nhiều đau khổ rồi vô lượng kiếp đến ngày nay lê thê bất tận căn nguyên ở chỗ nào vậy hai câu này có thể nói là đã giảng rất rõ ràng rất minh bạch rồi cho nên phật nói cho chúng ta biết không nên chấp bạn không chấp mới phù hợp chân tướng sự thật nếu bạn phân bị chấp trước là hoàn toàn trái ngược lại với chân tướng sự thật sai là sai ở chỗ này lìa và không chấp trước thoạt thấy tựa như nhau lìa tướng và không chấp tướng mới xem qua dường như không có khác nhau xem kỹ thì khác nhau nếu bạn suy nghĩ nó thật kỹ thì ý nghĩa của hai chữ này hoàn toàn khác nhau các bất tương thiệp viết ly Bất tương thiệp chúng ta thường nói là không liên quan. Mỗi cái không liên quan, đó là ý nghĩa của lìa. Ư hiển dụng, thời nhi bất vi, kỳ sở phược, thị vi bất trước. Ý nghĩa của không chấp là chỗ này. Cái ý nghĩa này sâu hơn. Ngay khi ta đang dùng nó, mà không bị nó trói buộc. Không bị nó trói buộc, chính là ngay khi ta đang dùng nó mà không bị nó làm cho mê đây gọi là không chấp ta không phải không dùng hàng ngày đang dùng từng giây từng phút đang dùng tướng danh tự ta cũng dùng nó tướng cảnh giới ta cũng dùng nó thân thể chúng ta là tướng cảnh giới ta dùng nó hoàn cảnh sống của chúng ta hiện nay hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất chúng ta sống không thể tách rời từng giây từng phút đều dùng đến nó dùng nó mà không chấp trước nó tức là dùng nó mà không mê nó không bị nó làm cho mê vì sao không mê vậy biết không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Dùng như vậy Bạn nói dùng từ tại biết bao Dùng thoải mái biết bao Đây chính là cái mà trong kinh gọi là Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian Gọi là du hí thần thông Bởi vì họ không chấp trước Cho nên chỉ du hí Du hí là vui vẻ, thần thông phàm phu chúng ta cho là thật cho là thật liền khổ ngay đây là giống như chúng ta diễn kịch trên sân khấu diễn kịch đều biết là giả là không cho nên tuy đang biểu diễn biểu diễn rất vui vẻ ở trong tâm hoàn toàn không thật sự khởi phiền não là giả mà cần phải biết chư phật bồ tát thì hiện độ hóa chúng sanh trong chính pháp giới đều là đang diễn kịch cho nên bản thân họ biết họ đang diễn kịch là giả không phải thật vì vậy họ một chút phiền não cũng không có chúng ta tất cả mọi chúng sanh ở trong lục đạo cũng là đang diễn kịch mà không biết là giả đem diễn kịch cho là thật bạn nói vậy có tệ hại hay không vậy là sai rồi không biết là giả khi nào biết là giả thì bạn liền biến thành phật bồ tát ngay bạn đã chuyển phàm thành thánh bạn đã chuyển lục đạo thành nhất chân pháp giới Vì giác ngộ liền chuyển ngay vừa mê liền đọa lạc cho nên lìa và không chấp trước ý nghĩa khác nhau tu hành nhân tiên ưng chứng thể thể minh tất tu đạt dụng có thể có dụng minh thể chính là minh tánh phần trước đã nói với các vị trước tiên cầu căn bản trí căn bản trí là thể căn bản trí là vô tri bát nhã vô tri sau khi đạt được thể cần có dụng cần phải đạt dụng đạt dụng là gì vậy vô sở bất tri thế là liền có thể có dụng chúng ta ngày nay làm sai rồi chúng ta ngày nay bắt tay học cái gì hữu tri cầu tri cái gì cũng muốn biết đến cuối cùng như thế nào vậy cái gì cũng không biết cái mà bạn biết toàn là sai lầm không có cái gì bạn hiểu rõ ràng hiểu minh bạch cho nên cái tri đó của bạn gọi là tà tri tà kiến không phải chánh tri chánh kiến nếu như đạt được thể rồi tri kiến của bạn đã chánh là chánh tri chánh kiến bởi vì có dụng cho nên không hoại tướng tướng danh tự không hoại chúng ta dùng tướng danh tự tướng cảnh giới không hoại chúng ta dùng tướng cảnh giới đều biến thành hưởng thụ ở trong hưởng thụ không sanh phiền não ở trong hưởng thụ không mê không tà không nhiễm ở trong hưởng thụ biểu hiện ra giác chánh tịnh nếu không thì giác chánh tịnh của bạn thấy ra từ chỗ nào biểu hiện ra từ chỗ nào là biểu hiện ra từ trong hưởng thụ ở trong hưởng thụ không mê giác rồi không tà chánh rồi không nhiễm tịnh rồi cho nên chúng ta thường ngày sống làm việc đối nhân sự thế tiếp vật toàn bộ đời sống của chúng ta là sống ở trong cảnh giới giác chánh tịnh đây chính là thánh chuyển phạm thành thánh nếu như bạn đối với danh tự đối với cảnh giới bên ngoài bạn vẫn là mê vẫn là tà vẫn là nhiễm thì đời sống bạn sống là luân hồi lục đạo mọi người đem cái việc này hiểu rõ ràng hiểu minh bạch người ta hỏi bạn tại sao bạn muốn học phật là tôi không muốn sống đời sống lục đạo luân hồi nữa tôi muốn sống đời sống của phật bồ tát học phật là gì cái này tôi không muốn tạo mê tà nhiễm nữa tôi muốn sống đời sống giác chánh tịnh mê tà nhiễm khổ giác chánh tịnh vui học phật là lìa khổ được vui Bạn có phải thật sự lìa khổ không? Có phải thật sự được vui không? Có thật sự mỗi ngày một vui vẻ hơn không? Mỗi năm một vui hơn không? Thật sự bằng mỗi ngày vui vẻ Là bạn đúng rồi Bạn học Phật, bạn đã có thọ dụng Thọ dụng chính là Chí huệ hiện tiền Phiền não nhẹ bớt đi bởi vì mỗi ngày một vui vẻ hơn Pháp hỷ sung mãn Tuy đạt dụng Trung ưng hội quy ư thể Cớ hụ bất khả trước tướng giả Cho nên tướng có thọ dụng Không chấp chính là thể Không chấp tướng là hội quy tự tánh Mặc áo ăn cơm hội quy tự tánh Tất cả công việc hội quy tự tánh Đối nhân sự thế tiếp vật không có gì Không hồi quy tự tánh Thể hội Đắc đảng thị trần đa Đây là phần trên Kinh văn nói Tất cả vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới Tiện tri đại thiên thế giới Hữu tức phi hữu Đại thiên thế giới làm sao có vậy Do vô lượng vi trần tích lũy Phân tán ra chính là vi trần Cái tướng thế giới đó liền biến mất rồi Gom tụ lại có thể thấy cái tướng này là giả tướng Do nhân duyên sanh hoàn toàn không có cái tướng này Vi trần tụ liền hiện cái tướng này Tan thì không có cái tướng này Không đợi nó đến tan Bạn mới biết không có Như khi đang tụ đã biết nó là giả tướng Nó không có Không có tam thiên đại thiên thế giới Hữu tức phi hữu thì hai báo y chánh tự nhiên không chấp trước y báo là đại thiên thế giới chánh báo là thân thân là tứ đại ngũ uẩn tụ tập hiện cái tướng thân này tứ đại ngũ uẩn tan ra tách rời rồi thì tân tướng liền biến mất ngay thân có hay không không có là sự tụ tan của tứ đại ngũ uẩn mà thôi làm gì có thân tướng Đại thiên thế giới có hay không vậy? Nó là vi trần tụ tập Vi trần tụ tan hiện cái tướng này Lìa vi trần làm gì có đại thiên thế giới Đây là bảo bạn từ chỗ này mà quan sát mà thể hội Tướng tức phi tướng Hiểu được tướng tức phi tướng thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn tự nhiên liền biến mất ngay. Tu Bồ đề chư vi trần Như Lai thuyết phi vi trần thì danh vi trần. Ý nghĩa của đoạn kinh văn này sâu hơn so với phía trước. Phần trước là nói Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Tại vì sao không chấp trước tưởng thế giới vậy? Thế giới Hóa ra là vi trần tích lũy Mà hiện ra huyện tướng Hay nói cách khác tướng thế giới chỉ chẳng qua là hiện tượng của vi trần tụ tập mà thôi lìa khỏi vi trần thì không có thế giới sẵn có cái đạo lý này và sự thật này chúng ta đều không khó hiểu Hôm nay Đoạn kinh văn này Nói ý này Tiến thêm một bước So với ý hỏi phía trước Tiến thêm một bước nữa Bất đảng Thế giới tịnh thả Vi trần phi vi trần Vi trần diệt thì giả tướng giả danh Cái sự thật này mà cho đến cận đại nhà khoa học mới phát hiện mới chứng minh phật nói trong kinh không sai ở trong kinh luận tướng tông phật nói cho chúng ta biết cái sắc pháp này chúng ta gọi là vật chất vật chất nhỏ nhất là vi trần cái vi trần mà trong kinh này nói nó nhỏ đến mức nào không phải chúng ta có thể tưởng tượng được chúng ta nhìn thấy cái vi trần này cho rằng là vi trần nhỏ nhất không phải vậy cái đó vẫn rất thô mắt thường không có cách gì nhìn thấy chư phật ở trong kinh thường nói có lẽ mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy phải mắt thật tốt có thể nhìn thấy ngưu mau trần lông trâu trên cái đầu lông đó có một hạt bụi ở trên cái đầu lông đó không bị rớt để ở trên đó để rất vững vàng bạn thử xem đầu sợi lông trâu diện tích của nó bao lớn để ở trên đó nó không bị rơi xuống hạt bụi này điền gọi là ngưu mau trần phật nói rồi đem ngưu mau trần lại đem nó chia thành một phần bảy thế là nhỏ hơn rồi một phần bảy gọi là dương mau trần lông dê nhỏ cái đầu lông đó là nhỏ hơn nữa rồi để ở trên đầu lông dê không bị rơi xuống để rất vững dàng. lông dê lại chia tiếp một phần bảy gọi là thố mau trần Lông tỏ thì nhỏ hơn nữa rồi gọi là thố mau trần thật sự mắt thật tốt chưa chắc có thể nhìn thấy được và thố mau trần đó là chia tiếp một phần bảy nữa gọi là thủy trần chúng ta hiện nay đã học một chút vật lý biết mật độ nước không lớn ở trong nước có khe hở hạt vi trần này có thể đi tới đi lui tự do ở trong nước không có chướng ngại ở trong nước có thể đi tới đi lui gọi là thủy trần thủy trần lại đem nó chia thành một phần bảy gọi là kim trần kim loại mật độ của kim loại lớn mật độ lớn trong đó vẫn có khe hở cái này chúng ta biết dưới kính hiển vi khi phóng đại ồ hóa ra cái không gian ở trong sắt thép đó vẫn là rất lớn hạt vi trần này nó tự do qua lại tự do lưu thông ở trong kim loại nó không có chướng ngại cái kim trần này là chia thành một phần bảy tiếp nữa mới gọi là vi trần mắt thường của chúng ta làm sao có thể nhìn thấy được phật nói thiên nhãn của a la hán có thể nhìn thấy vi trần nếu như bạn là có thể nhìn thấy vi trần thế thì bạn cũng có thể chứng được quả a la hán rồi chưa chứng được quả la, la hán thì không thể nhìn thấy vi trần vẫn chưa phải là nhỏ nhất vẫn có thể chia lại chia bảy phần nữa gọi là sắc tụ cực vi sắc tụ cực vi lại chia bảy phần nữa gọi là cực vi chi vi phật nói cực vi chi vi là không thể chia chia nữa là không còn nữa cho nên cực vi chi vi cũng gọi là lân hư trần như vậy đây là dùng phương pháp phân tích để chúng ta biết thế giới là giả vi trần cũng là giả vi trần từ đâu mà có vậy tướng tông nói cho chúng ta biết tâm pháp và sắc pháp cùng nguồn trong duy thức nói bốn phần tự chứng phần là bản thể. Chính là chân như bổn tánh. Bởi do một niệm bất giác. Vì là mê rồi, mê rồi cái tức thứ nhất liền xuất hiện kiến tướng. Chính là kiến phần kiến phần chính là nguồn gốc của tâm pháp. Chúng ta gọi là sắc pháp cùng tâm pháp. Nguồn gốc của tâm pháp gọi là vọng tâm, đây là tâm vọng tưởng, chính là kiến phần. Từ trong kiến phần liền biến hiện ra một cái tướng phần, cho nên cái sắc tướng này là từ trong kiến phần biến hiện ra bản thể của kiến phần cùng tướng phần đều là tự chứng phần cho nên trong kinh hoa nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí là có đạo lý hữu tình là do kiến phần biến ra vô tình là do tướng phần biến ra kiến tướng đồng một cái tự thể cùng một cái tự chứng phần cho nên nó là đồng nguyên vì thế chúng sanh tu hành thành phật rồi không những thấy tất cả mọi chúng sanh hữu tình thành phật mà chúng sanh vô tình cũng thành phật đây chính là lời trong hoa nghiêm nói tình dữ vô tình đồng viên chủng trí viên là viên mãn cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật